Rồi lúa lúa có thửng. Nó biết ổng mà bự gơm vô ổng kéo nặng gơm đó nha. Nó hả họng là chà bá là kéo nó nặng gơm. Ồ, có dấu. Càng lớn cả nha. Mấy con, một con là vô tờ ông đây là ổng nặng nè. Dạ, giờ đã tới điểm câu rồi cô chú anh chị. Giờ mấy anh em tập trung bỏ thúng tranh thủ câu. Đi đường đất khơi câu mau hết thời gian lắm. Câu sàng qua sàng lại hết thời gian, tranh thủ vớt chạy liền. Ngày hôm qua vớt giờ đó mới có 11 giờ kém à, 10 giờ rưỡi 11 giờ kém à, mà về tới bờ là tới 3 giờ mấy á cô chú anh chị. Nước nó xuống săn quá. Dạ hiện nay là bỏ thúng là 5 giờ 12 phút. Lấy đồ lấy đạc kia nọ nữa là 5 giờ rưỡi á. Dạ xong xuôi hết rồi cô chú anh chị. Giờ đang bôn ba tinh thủ kiếm chỗ kiếm nơi neo câu. Bữa hôm qua chảy quá thì anh em người cũng 400-500, có người cũng gặp 700-800, 500-600 chảy quá. Thì bữa nay ụt cũng ra lại cô chú anh chị. Trời biển giả mà bữa nay nó chảy, bữa mai có khi nó không chảy. Nếu ngày qua mà không chảy anh em lột và câu kiếm gạo hết á. Bữa nay ra lại không biết sao đây. Dạ ụt xin mến chào ngày mới cả nhà, xin mến chào ngày mới cô chú anh chị em. Dạ ụt kính chúc cô chú anh chị em có một ngày mới vui vẻ và an lành, cuộc sống bình an. Dạ giờ ột giờ sau chạy né né anh em đồng thúng ra chút là câu. Hai con mồi đầu tiên của ngày mới. Dạ cầu mong sao bữa nay được may mắn kiếm gạo. Chú đầu tiên cái gì đây? Ồ, cá mới. Cá mới. Mới đây làm chả ngon cả nha. Tàu lên cao rồi, 6 giờ kém rồi của chú anh chị. Vũ này chắc nó chạy giống ngày hôm qua nữa quá cả nhà.
mới sáng sớm mà nó chạy bùn, nó chạy bùn bộn nước rồi. Con đồng tu lớn, đồng tu lớn. Ôi xà. Lớn sống thì lớn thuyền, màu lớn thì cá lớn. Dấu cái căng ha. Mong nhắc á. Phải mới. Ừ, mới tiếp. Nó còn bự không? Máu này nó ăn nó hư thẻo, cái răng của nó như răng lưỡi cưa vậy cả nhà, nhám 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 hư vậy nè, hư thẻo quá rồi. Thử.
thủng nữa nha. Ô giọt dảnh, giọt con dảnh đừng thứ loại cá cần bơ, cần bơ kho tiêu ngon cả nha. Có dấu căng lớn cả nha, nằm im ru luôn, kêu à, lên là kêu à, kêu réo. Tay ghê cả nhà, chúng bàn cá thẩn luôn quá, cá thẩn nó gì kéo nó nặng ghê không cô chú anh chị, nhưng không biết con đây phải không à, à không phải cá thẩn không, cái gì đây ta, à lúa có cá thẩn, có biết ổng mà bự ghê không, vô ổng kéo nặng ghê cả nha, nó hả họng là chà bá là kéo nó nặng ghê, hai con nữa chứ. Cũng nặng. Cá thẩn này người ta nói nấu canh chua ngon. Cá lớn lớn này nấu canh chua ngon. Hồi giờ ổ ít ăn cá thẩn cô chú anh chị. Cho nên là chưa có khi nào nấu canh chua ăn đâu, cho nên chưa biết không. Chắc hình như chưa ăn sao á. Mà mấy ổng nói nấu canh chua ngon á. Nước nó chảy á cô chú anh chị, ồ câu có một câu à, cho nó dễ. Câu hai câu là thôi cho khó lắm, nó chảy quá mình đâm cước rồi theo sau đâm. Một câu rồi mình đâm theo rồi. Giờ này chưa có chảy đâu. Cũng chảy mà chảy cũng được à, lép tưa à. Ngày hôm qua gì mà tương nào chảy nấy vô. Câu mà hai cục đảng mà bay luôn. Hai cục đảng, cục 300, cục 200 mà bay luôn. Sợ luôn. Chú có căng. Hai chú căng. Ồ ngon ạ. À. Loại này là ột gỡ chậm á. Ột phải dùng áo à. Còn nếu mà dùng tay thì ột gỡ chậm á. Con bạn anh em đừng thúng không. Do nó vứt ột phát cái tiết cái tay á. Cho nên cũng ngán tới giờ. Nó thấy nó nằm im lưu giờ mới nhá cái tay xuống nó quẩy một phát. Tiết tay liền. Thank you.
nó rỉ hết con, nãy giờ hụt hết con mờ, còn con mờ nó ăn lại đây, giờ dính luôn, động nhỏ à, động nhỏ, lên lỡ. Xong. Cái dòng này là nó ở chung là ở các căn của chú anh chị. Ở thường xuyên có các căn là có cái nóc à. Cái loại đó nó ở chung là con cá căng á. Căng đâu nó đó, nó đâu căng đó sao á. Ta nói là căng đâu thì nóc đó. Mà nóc đâu thì căng đó. Căng nó có vợ rồi thì nóc ở dưới ai. Căng đâu nóc đó, nóc đâu căng đó. Chỗ nào có căn là có nóc à. Cái đây con gì đây mà nó mạnh câu dữ đây. Hai con sao á, nặng tịch đã kìa cả nhà. Mấy con, một con là vô tờ, ông đây là ông nặng nè à. Cái ông đây là kéo nặng gớm. Cá thượng đó ở Cà Ná mua rỉa cả nhà, người ta mua ta làm chả, có 20.000 hoặc 25.000 là mắc nhất, thiệt mắc luôn á, là 30.000, có khi nó rớt xuống còn 15.000 nữa cô chú anh chị, cũng như nói chung là từ 15 tới 30, nó dao động nó từ 15.000 đồng một ký tới 30.000 ký là hết cỡ luôn á. Của ổng nữa sao nặng dữ hả. Số mai không biết làm sao cho cá kia cá nọ bỏ xuống giật dồn, đây là ngon à. Lộn cá kia cá nọ thấy ngon ghê cả nhà. Thở ổng nữa hả. Ô cá bùng, có mớ xà. Sáng giờ câu cá mớ bộn à. Bỏ kéo à, cá gì cũng được, miễn là bán có tiền được à. Từ khi mà nó cá nó không có lộn cá tốt nữa thì đi, chứ khơ khao mà đừng dợp. Cứng. Dở lên cứng, dở lên cứng là phái à. Rồi căng đâu rồi nóc đó. Nóc đâu căng đó. Cứng ngon ghê cả nhà. Cá mà nó chịu ăn mồi rồi, nó ăn mắm mồi á, bỏ xuống nó rỉ cái dở cứng à. Cá lớn cũng cứng, cá nhỏ cũng cứng. Ham như ham cái đó. Ủa đổng.
Trời bất lử luôn. Ba cái con cá mới nó ăn hết nó mòn á. Đây bứt cái con cá về đây cũng tầm không nè. Dở lên cứ ngắt là bứt con. Nãy giờ cũng làm biến tớm mới thẻo lại. Cá mới nãy giờ nó ăn nó mòn á, cô chú anh chị nó mòn hết rồi. Giờ này dính con cá gì tọng tọng đây nó bứt luôn. Điện dụng lại. Câu cá giật cá ngon gì nó cũng hấp dẫn của chú chị, nó cũng chú tâm với lại nó cũng nói chung là nó cũng có cái kỹ thuật riêng, cũng có kỹ thuật cả nhà. Chứ con cá mà nó ăn vô giật liền, ăn vô giật liền á thì cũng chưa chắc gì được nó đâu. Mọi người người nào bất cứ người nào cũng vậy, miễn là biết câu cá rồi mọi người có một kỹ thuật khác nhau. Nói chung là câu cá này nó cũng là một cái nghệ thuật, kỹ thuật, có phải có kỹ thuật. Chứ mà ăn vô giật liền, ăn vô giật liền, cái sáng sức mà dính cá nó thấp hơn là người ta rồi đó. Nhưng ăn gì nè, nó rỉ chốc 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 3-4 táo mới giật nè. Vậy mà nhiều khi có con ăn giỏi nó rỉ gì á mà giật 2-3 lần không được á, hết mòn. Nãy giờ có cái căng ăn ra dai. Dạ giờ cũng hết cái nấm mòn ở ngoài luôn rồi. Một đổ cá vô cá. Nói chung là dầm đầu tiên này thấy phấn khởi á. Dạ số lượng cá đủ loại cá căng này. Để ok kể thử mấy loại cá rồi sáng giờ câu đây. Cá căng là 1, cá dảnh là 2, cá đỏng là 3, cá dợp là 4, cá mới thẫn là 5, cá mới bùng là 6. Lượng con mực tuột nữa là 7. 7 loại như đây kiếm 4 kg á cô chú anh chị à. 4 kg là quá sang rồi. 4 kg đầu tiên. Đó. Nãy con đóng con thửng, giờ cũng con thửng con đóng. Con ăn cái lưỡi tên cái lưỡi dứ cũng y xì luôn cả nhà. Nãy con đóng con thửng nó cũng ăn con thửng lưỡi dứ. Giờ bây giờ con đóng con thửng con ăn con thửng lưỡi dứ. Thank you.
con, hai con. Con cá mớ. Con cá mớ, con cá đồng. Con lớn. Cái nóc hả? Cái nóc bự bự không? Chua chua. Bơm một bóng lên nè. Bơm một bóng lên nè cả nhà. Láo. Làm kéo nặng tay. Mừng ghê gớm. Dợp. Sáng giờ câu cũng được, cô chú anh chị sáng giờ câu lai rai cũng được. Dợp lớn. Chạy quá ta. Nó cứ ra họ ra về kia luôn à. Đóng cái đóng. Động động. Dạ giờ hết giờ câu rồi cả nhà. Ụp sửa sạn rồi đi vớt thúng vô. Chỗ cuối đây nhiêu đây chắc cỡ 1 ký mấy, gần 2 ký nữa cô chú anh chị. Bữa nay ụt câu kiếm gạo được. Số lượng cá bữa nay nó khá hơn ngày qua. Đó. Kiếm gạo rồi được hết à. Dạ giờ đậy nắp lại đi vớt thúng. Dạ giờ mấy anh em tập tung về ghe kéo thúng chạy cô chú anh chị. Chạy ra anh em làm dắt xương xương, chạy vô anh em cũng làm xương xương dắt. Vậy mới có sức khỏe câu kéo lâu dài của chú anh chị. Chứ yên một đợt cả tháng là đi không có giấc ngủ là kiệt sức luôn, đuối ngừ á. Cá là đỡ là anh em chạy vô cũng ngủ một giấc, chạy ra cũng ngủ một giấc cũng đỡ.
Dạ giờ ghe đã tới bến rồi là cô chú anh chị. 3:01 sớm hơn ngày hôm qua 20 mấy phút. Ghi hết rồi kia, có lộn nha. Từ biết đưa tiền. Để lên tí em. Vâng. Lỡ nó ăn. Bé đi. 4,6 kg hả? Bao nhiêu luôn? Hôm nay 5 kg không? 4,6. Này 5 kg rồi, 4,7. Dễ thương chưa? Bá con đó thì mai cá lớn người ta bỏ về cá lỡ hết. Nào mà coi cá tao không chịu cho phải ăn đâu gì lắm ha. 4,5 kg. Lỡ cá là gì lắm. Hay lắm bà chị mà chứ. Một lỗ một kỳ cá lơ mà lửa có 8 lẹn cá lớn à. Nghĩ sao không vớt được 1 kg lừa. Lấy gì tới lụm về chứ lấy lụm sao vậy biết trời la lắm. Mà ta chỉ 2 kg người ta luôn á. Nhỏ cái đú á. Bố con ta nãy không lựa con thẳng đó. Rồi bố qua canh cho hết đi. Các bà 8 tạng nãy đưa 25 ngàn rồi bà kia đem về ăn. Cá ra 1 căn rồi vô sổ hết rồi. Vô hết trời. Biết không? Rồi 3,2 kg đi. Cái mớ. Cái mớ nào bỏ lên đi. Cái mớ chắc 10 ngàn quá. Nhiều quá. 2,5 lần. Hôm nay 2,5 lần hả? Hai ký nè, lên chợ ăn được nữa. Đúng không học lên chợ đã. Lên chợ mua đi. Kia 2 ký. Rồi sao nó tính tiền? Giờ có chỉ là đi bán hết rồi cả nhà, đi bán cho người ta ăn rồi bán cho rẫu luôn là được 1 triệu trắng cô chú anh chị. Còn em mình thúng người chắc cũng 7-8 tâm mấy người cũng 1 triệu á. Thôi đi vô tám để cái ăn như nãy để ăn nữa. Thôi biết tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn cả nhà để luôn theo dõi ủng hộ video cho anh ột. Giờ biết bye bye cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị lại video sau nha. Lẩu chị rồi giờ bỏ ký bỏ phân lại đi. Đi vô tán đi.